Mến chào cô chú và anh chị đã quay trở lại với video tiếp theo của Hùng. Thì hôm nay nhân dịp có cô Loan đang sống ở bên Mỹ, cô ủng hộ về 100 đô. Và anh Thái Dương cũng đang sống ở bên Mỹ, anh ủng hộ về 100 đô để tặng cho ông Hai, anh già neo đơn sống một mình. Thì hôm nay Hùng trích ra một khoản tiền để Hùng đi mua cho ông Hai một chiếc xe đạp. Ở trong gần nhà Hùng thì không có tiệm bán xe đạp, phải chạy ra tới ngoài thị trấn Định Quán, thì nó cách nhà khoảng 20 cây. Thì bây giờ Hùng đang trên đường đi ra ngoài đó để mua xe đạp mọi người ạ. Rồi tí giờ mình mua xong về thì Hùng sẽ quay cho mọi người xem. Đang trên đường về nhà thì xe bị lủng bánh mọi người ạ. Bây giờ phải đi vào chờ vá xe xong đã thì mình mới tiếp tục đi về được. Mến chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của Hùng. Thì buổi sáng ngày hôm nay Hùng đã đi mua được chiếc xe đạp về. Thì buổi chiều nay Hùng xuống, Hùng dẫn mọi người đi xuống thăm nhà ông Hai, Hùng tặng cho ông Hai chiếc xe đạp này. Thì cái số tiền này là của cô Loan và anh Thái Dương ở bên Mỹ gửi về. Thì tại vì ông Hai là ông hay đi lấy thuốc các mọi người ạ. Ông bị bệnh bao tử đến một tuần, ông phải đạp xe ngoài bệnh viện chạm xá, ông lấy thuốc một lần. Nên là chiếc xe đạp cũ của ông thì nó khá là cũ kỹ rồi. Nó đi thì mình cũng thấy ông ha hư ngang ngược nhiều lần rồi. Thì hôm nay mình cũng xin phép theo ý kiến của các quân thì mình mua cho ông Hai một chiếc xe đạp. Thì bác Hai có vui không? Có vui không? Vui, nhưng mà buồn là mang không được gì. Làm ăn được là sao? Tôi không biết là giờ nào mới được vậy. Giờ đi ra ngoài kia nó cũng cấm cản đủ vậy. Chỉ quay sát là nó không nghe xa, không nghe được. Điện thoại xa là không nghe được. Quay sát sát luôn. Thế bác Hai nhận được chiếc xe đạp đó, bác Hai có vui không? Dạ, rất vui nha, những nhà tài trợ đã giúp đỡ, bây giờ quá khổ rồi. Bữa nay là dịch bệnh là không có cái giỏ kia không bán được gì. Không, bây giờ nó không có lấy cái gì được hàng. Dạ, tại vì bác Hai biết sao không? Trái cây á, cái giỏ của bác Hai đan là để người ta đựng trái cây. Bây giờ trái cây không trái cây không bán được thì người ta không có lấy. Là không có tiền xài. Bỏ mãi cũng rồi, không mãi cũng không có lấy. Thôi kệ đi bác Hai. Chừng nào trái cây chạy rồi nó mới có được. Thông thường rồi nó được. Dạ, thì cố gắng đi, cái giỏ đó mà bữa nó hết dịch rồi người ta mua lại trái cây thì giỏ có được. Bỏ giữ cuộc sống. Cái xe này bác Hai có vui không? Dạ. Vui không? Vui chứ, có được để chân. Ít sữa nữa cũng chạy không ạ, nhận lấy cái giấy chứng minh. Xe cái hay hư lắm đúng không? Dạ. Xe cái hay đó giờ chạy hả? Dạ, thì cái chiếc xe này á thì
của cô Loan và anh Thái Dương ở bên Mỹ gửi tiền về, thì con đi mua dùm cho cô với anh để tặng cho bác Hai chiếc xe này. Thì bác Hai dùng để đi lại, dạ, đi cho nó đỡ vất vả bác Hai ha. Chiếc xe này nó rất là chắc chắn ạ, bác Hai giữ gìn thì đi rất là tốt ạ. Dạ, chắc lắm, đốc nó khỏe lắm. Thì hôm nay bác Hai ở nhà làm gì? Mấy hôm nay bác Hai ở nhà có đang dở không? Mấy hôm nay bác Hải nhà có đang dở không? Bây giờ đang hết rồi, anh sợ đang lưỡi lưỡi sắp phải gì lấy khổ á. Nó không có hàng nữa hả? Nó không có lấy hàng nữa rồi, dạ. Anh sao mãi vậy? Vậy cái dở này... Rồi, từ nhà mà tới thông thương nó còn mấy nguyên nhà nó không có lấy nữa. Suốt từ Tết nó giờ ở đây luôn. Thì nhân dịp này Hùng cũng công bố cái danh sách các cô chú anh chị Mạnh Thường Quân đã ủng hộ trong thời gian qua để Hùng đi giúp đỡ những bà con nghèo ở đây. Thì cái thứ nhất là có anh Khiếu ủng hộ 500.000, Hùng đã ủng hộ cho ông Hai. Và cô Tư ở Biên Hòa ủng hộ 200.000, Hùng đã ủng hộ cho ông Hai rồi. Và có chú Nam sống ở Vương quốc Anh thì ủng hộ 100 bảng Anh, thì tương đương là 2.900.000. Thì hôm trước Hùng đã đi tặng quà cho ba gia đình thì hết 2.050.000, còn lại số tiền là 945.000 của chú Nam. Và thứ tư là cô Lê Thanh, cô ủng hộ 200 đô, thì tương đương là cái thời điểm đó Hùng đổi ra là được 4.625.000. Thì Hùng đã tính thời điểm này thì Hùng đã đi ủng hộ cho ba gia đình, mỗi gia đình 1 triệu, thì số tiền còn lại là 1.625.000. Và thứ năm là anh Tuấn Trần ở thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ 2 triệu đồng, thì vẫn còn nguyên, sẽ đi ủng hộ vào những đợt sau. Và thứ sáu là cô Loan 100 đô, anh Thái Dương 100 đô. Thì cô Loan và anh Thái Dương này thì hiện tại đang sống ở bên Mỹ, thì Hùng đổi tiền ra thì nó được tương đương là 4.625.000. Thì hôm nay Hùng đi mua chiếc xe đạp cho ông Hai là hết 2.650.000, thì trừ đi lại còn 1.975.000. Thì bây giờ con gửi cho bác Hai 1.975.000. Thì con đứa bác Hai 2 triệu luôn ha. Còn đứa bác Hai cầm 2 triệu luôn. Thì bây giờ chưa có bán được cái giỏ đó. Thì đây 2 triệu con gửi cho bác Hai. Cảm ơn anh. Lấy tiền mua gạo ăn. Mua gạo với rồi có bệnh thì mua thuốc uống. Số uống chứ giờ đi khai bệnh cũng không có thuốc. Dạ. Nó phát có 3 bữa. Dạ. Thì Hùng cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các Mạnh Thường Quân, anh chị cô chú đã ủng hộ giúp đỡ cho người nghèo quá khó khăn lúc này. Là không có làm ăn gì được hết á, buôn bán giỏ đang giỏ là cũng mấy ảnh mà người ta không lấy trái cây bị gì nó thích không được xuất khẩu á, thành ra bây giờ nó không có lấy nữa. Bây giờ không biết cuộc sống mình sắp tới như thế nào, là khó khăn chỉ chờ cái ngày nó giải tỏa thôi. Tôi rất cảm ơn cô Lan và chú Dương á, đã ủng hộ cho tôi số tiền để có cuộc sống bây giờ. Cuộc sống khó khăn giờ đang giỏ nó đừng nói ẩm xuất khẩu không có được đi nằm đó trời, chỉ trời có chút ít chút tiền để mua cơm gạo sống trời cái ngày để được ngày tỏ để sống. Rất cảm ơn cô Lan và chú Dương. Dạ, thì bác Hai giữ cái tiền này lại rồi mua gạo rồi mua thức ăn rồi ăn như cây dự trữ nhà nào nhà nấy thì dự trữ quá trời. Dạ. Thì có tiền á, hôm nay con xuống con thăm bác Hai. Dạ. Thì cũng mong bác Hai luôn khỏe mạnh nhá. Dạ. Rồi cũng mong sao có nhiều Mạnh Thường Quân hơn nữa giúp đỡ để cho cuộc sống của mình đỡ bớt vất vả và khó khăn hơn. Thì bây giờ con xin phép bác Hai con cũng đi về. Dạ. Ha. Dạ, con cho Hùng nha. Dạ. Bây giờ chắc không biết là giờ nào mà đi về học được. Dạ. Vậy là cũng đến lúc nói lời chào tạm biệt ông. Trời chiều Thanh Sơn man mác một nỗi buồn hiu quạnh. Ông tiễn chúng tôi ra cửa vẫn cái dáng người khắc khổ mang đậm bao thăng trầm của năm tháng kiếp nghèo. Ông lại lặng ngồi trên chiếc ghế cũ trước thềm nhà, đôi mắt với cái nhìn buồn xe xăm khiến chúng tôi không khỏi bùi ngùi. Người đàn ông đã qua đoạn cuối cuộc đời giờ vẫn đơn độc trong căn nhà siêu vẹo. Cuộc đời vốn dĩ chẳng ai biết trước được chữ ngờ, sau bao tháng năm cần mẫn bán mặt cho đất bán lưng cho trời mà ông Hai vẫn nghèo vẫn khổ. Như người ta, tuổi này đã có thể an nhàn, vui với tuổi già, bên con, bên cháu. Vậy mà ông vẫn phải bươn trải, kiếm ăn từng bữa. Khi khỏe còn đỡ, chẳng may khi trái gió, trở trời
bệnh tình tái phát, tiền ăn, tiền thuốc, không biết trông chờ vào đâu. Câu hỏi đó cứ ám ảnh trong lòng chúng tôi trước lúc cất bước ra về. Mong sao sẽ có thêm nhiều những tấm lòng thảo thơm chia sẻ cùng ông, để mai này trong những năm tháng cuối cùng cuộc đời, ông sẽ tìm được chút hơi ấm tình người trong căn nhà nhỏ nơi mảnh đất Thanh Sơn đầy nắng gió. Chiếc xe đạp chúng tôi mang đến chiều nay là món quà ý nghĩa của một Việt Kiều từ nước Mỹ xa xôi gửi tặng ông. Với nhiều người, nó vốn dĩ chỉ là một vật dụng nhất bình thường, nhưng với ông thì còn quý hơn cả một gia tài. Bởi từ đây, bước chân ông sẽ bớt nhọc nhằn hơn trên những con đường thôn dã. Chiếc xe sẽ giúp ông trong những lúc đi làm, đi khám bệnh hàng tuần. Ông không cười, nhưng chúng tôi nhận thấy niềm vui ánh lên trong đôi mắt ông. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể cô chú anh chị đã đồng hành và ủng hộ trong thời gian qua, đã rộng lòng giúp đỡ những mảnh đời còn khó khăn, chưa được may mắn trong cuộc sống. Xin chúc toàn thể cô chú anh chị luôn sức khỏe dồi dào, may mắn và bình an.